Xin chúc mừng sinh nhật, Happy Birthday. Quyền Linh trân trọng chào đón quý vị và các bạn đã đến với chương trình chúc mừng sinh nhật của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Phải nói rằng hôm nay có ba người rất hạnh phúc, và đó là ai? Xin mời quý vị hãy hướng về màn hình. Tôi luôn biết cách chụp hình, đứng bên thằng nhóc thấy mình cao ghê. Ai dè lúc học phổ thông, cô cao mình thấp, thấy mình quê quê. Chúc mừng sinh nhật Kim Thúy. Thí sinh thứ hai. Ba hay nói tôi cười vô ý, má là tôi cái tật hay cười. Ôi thôi cái tật của mình, tôi hay nhoẻn miệng mặc dù súng răng. Chúc mừng sinh nhật Thanh Trúc. Thí sinh thứ ba. Nhìn cái mặt tưởng em hiền lắm, có ai ngờ lấu lĩnh một cây. Lúc bị rầy trốn ba xuống biển, má đánh đòn thì trốn trên cây. Chúc mừng sinh nhật Xuân Thủy. Xin chào bạn Kim Thúy. Dạ em chào anh Quyền Linh. Tay bạn lạnh quá vậy? Dạ em tay em hơi bị run. À run quá hả? Tại gặp anh đó. Hả? Dạ. Bao nhiêu lần bạn xuất hiện trước đông người thế này rồi? Dạ trước đông người xuất hiện là, rất là nhiều lần, nhưng mà chưa ống kính sát bên mình vậy thì lần đầu tiên đó. Lần đầu tiên hả? Dạ. Thấy hồi hộp căng thẳng đúng không? Dạ có một chút lên xíu rồi. Đi rồi bạn sẽ hết run đi. Dạ. Xuất hiện hoài là hết run à? Dạ. Biết đâu sau chương trình này bạn trở thành người nổi tiếng với gia đình, với cả làng bạn. Ồ, em cũng mong điều đó lắm á. Dạ. Hôm nay bạn đến chương trường với ai? Dạ em đến với mấy bạn của em à. Các bạn đây à. Mình nhiều may mắn nha. Dạ. Hy vọng rằng sau khi chương trình này thì bạn sẽ cầm đầy cái tay và tay của bạn sẽ nóng lên. Tiền chắc phải nóng rồi. Dạ. Xin chào bạn. Chào anh. Cô gái xinh đẹp. Cảm ơn anh. Bạn đến từ đâu? Dạ em đến từ ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Dạ. À, ngày nào cũng đếm tiền hết trơn. Dạ em làm ở công tác tại phòng nhân sự cho nên là em không có được tiếp xúc gì với tiền. Vậy là đếm người. Dạ đúng. Bạn làm được bao nhiêu lâu rồi? Dạ em làm được hơn 5 năm rồi. Hơn 5 năm rồi. Dạ. Và hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ đến đây với anh chị hai, với em trai và những người bạn đồng nghiệp tại ngân hàng Á Châu. Chào các bạn. Hy vọng rằng những người bạn, anh trai của bạn sẽ vui mừng bởi vì bạn đồng số tiền 50 triệu. Dạ cảm ơn anh. Chúc bạn nhiều may mắn nha. Dạ. Xin chào bạn. Dạ, xin chào chú Thông. Cô gái có hai má lúm đồng tiền hả? Dạ. Hai đồng tiền sâu quá nha. Dạ mẹ đẻ ra nó vậy. Hay quá. Dạ. Đỡ tốn 2 triệu. 2 triệu là sao? 2 triệu là lúm đồng tiền giả. Bữa nào tôi bỏ ra 5 triệu tôi làm 5 đồng tiền luôn. Đen đồng trên đen đồng. Đẹp. Nhìn thấy chắc đẹp lắm rồi nha. Hôm nay bạn đến trường với ai? Dạ em đến các bạn của em. Các bạn của bạn. Các bạn nhiều may mắn nha. 50 triệu đang chờ bạn. Chúng ta vừa giao lưu với ba cô gái rất xinh đẹp trong ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng theo chân họ để đi tìm giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Chúng ta đang đến với vòng 1 của chương trình chúc mừng sinh nhật. Ở vòng 1 này thì ba thí sinh sẽ đoán tuổi của các vị khách mời. Nếu đoán đúng một người, thí sinh sẽ nhận được âm 5 điểm. Và sau khi kết thúc vòng 2, thí sinh nào có số điểm âm càng cao thì thí sinh đó có cơ hội nhận giá trị giải thưởng là 50 triệu đồng. Và bây giờ, chương trình sẽ tặng cho mỗi bạn âm 5 điểm làm món quà. Chúc các bạn may mắn. Chúng ta bắt đầu với câu hỏi đầu tiên. Phúc Thu Phương xin gửi lời chào thân ái tới toàn bộ quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chúc mừng sinh nhật. Và Phương gửi lời chào thân ái hơn nữa tới toàn bộ các bạn đang thi trong cuộc thi ngày hôm nay. Hôm nay Phương sẽ là người làm khó các bạn một tí nhé. Theo các bạn thì năm nay Vũ Thu Phương bao nhiêu tuổi? Đây là người mẫu Vũ Thu Phương, đoạt giải siêu mẫu phong cách trong cuộc thi siêu mẫu Việt Nam năm 2004. Không biết lần này Vũ Thu Phương bao nhiêu tuổi?
22, 21, rồi. Xin mời bạn Kim Thủy, 27, góp tiền như nhau. 22, đều hết. Xin mời Vũ Thu Phương. Chắc các bạn đang hơi hồi hộp một tí phải không? Có đã đúng tuổi của Phương không nhỉ? Năm nay Phương 23 tuổi. Happy ba nha. Ba người giống như nhau hết trơn. Ta bắt đầu với câu hỏi số 2. Hi, xin chào tất cả quý vị khán giả. Ngày hôm nay Ngọc rất vui khi được đến với chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Và ngày hôm nay Ngọc đem đến cho các bạn thí sinh một câu hỏi. Đó là các bạn thử đoán xem năm nay Ngọc bao nhiêu tuổi. Chúc các bạn may mắn nha. Thu Ngọc rất quen thuộc với khán giả truyền hình. Cô đi hát từ năm 4 tuổi. Thành viên của nhóm Mây Trắng. 27, 25, 26, 24, 24 và hai người 25. Chúng ta xem Thu Ngọc bao nhiêu tuổi. Vui khi được gặp lại các bạn. Các bạn đã đoán ra Ngọc bao nhiêu tuổi chưa? Năm nay Ngọc sinh năm 83, vậy là 25 tuổi. Chúng ta cố gắng nha. Câu hỏi cuối cùng của vòng 1 bắt đầu. Mình rất vui khi được tham gia chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Các bạn thử đoán xem Cường Thịnh năm nay được bao nhiêu tuổi. Cường Thịnh tham gia vai trò thiết kế thời trang năm 1995. Hiện nay là giám đốc công ty thời trang Cường Thịnh. 1995, 2008. Và bây giờ thì chúng ta đoán xem nhà thiết kế Cường Thịnh bao nhiêu tuổi. 32, 32, mấy? 32. Ở đây bao nhiêu? 30, 32, 35. Hai người 32 và một người 35. Có thay đổi không bạn? Các bạn có 5 giây. Rồi, kết thúc. 30, 31 và 32. Xin mời. Xin chào các bạn, rất vui là gặp lại các bạn. Các bạn đã đoán được tuổi của Cường Thịnh chưa nè? Cường Thịnh năm nay được 35 tuổi. Và bây giờ chúng ta cùng nhau chúc mừng cho người chiến thắng vòng 1, đó là bạn Quân Thủy. Chúc mừng bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với vòng 2 của chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Trải qua vòng 1 thì bạn Xuân Thị đã giành chiến thắng. Bây giờ thì đến với vòng 2, cũng như vòng 1 các bạn sẽ đoán tuổi các vị khách mời. Một câu hỏi các bạn sẽ được âm 10 điểm. Nếu như chiến thắng vòng 2, các bạn sẽ được âm 20 điểm. Rồi, chúng ta bắt đầu nha, câu hỏi đầu tiên của vòng 2. Hi, xin chào quý vị các bạn tham gia chương trình Chúc Mừng Sinh Nhật. Bây giờ thì X-Men xin phép hỏi quý vị các bạn là ba thành viên duy nhất X-Men tới thời điểm này thì đã được bao nhiêu tuổi rồi? Quý vị thử đoán thử cho em nhé và xin chúc quý vị may mắn. Đây là nhóm X-Men được thành lập năm 2005. Bây giờ thì chúng ta hãy đưa ra con số tư vấn cho ba thí sinh. Xin mời khán giả. Mấy? Số mấy? 81, 85, 86, 69, rất nhiều, 63, 64, 65, 69, 70. Giờ này luôn rất quan trọng các bạn nha. Rồi xong chơi, ta hết thời gian rồi các bạn. 64 hay 65? Bạn 64 hay 65? Muốn đổi không? 65. Chắc chắn chưa? Này 65 không? Rồi 65. Bạn có đổi không? Dạ không. 68 cao lắm á. Cao lắm hả? Rồi ta kết thúc. Xin mời ba chàng trai.
tên Nguyễn Bình, năm nay 26 tuổi. Mình tên là Quốc Hưng và năm nay mình 22 tuổi. Mình tên Triệu Lương, năm nay 20 tuổi. Và tổng số tuổi của nhóm X-Men là 68. Chúc các bạn thành công. Bây giờ câu này mới quan trọng nè, câu cuối cùng của vòng 2 bắt đầu. Hi, Thanh Lan, Hồng Linh, xin chào chương trình, chúc mừng sinh nhật. Và cũng nhân đây, xin gửi lời chúc sức khỏe đến anh Quyền Linh và các bạn nữa nhé. Đến tham dự chương trình ngày hôm nay, Thanh Lan và Hồng Linh có một câu hỏi dành cho các bạn đây. Đó là tuổi của chị em chúng mình năm nay là bao nhiêu vậy? Chúc các bạn may mắn nhé, hãy cố gắng để đạt được giải thưởng trị giá 50 triệu đồng. Đây là hai người mẫu, Hồng Linh và Thanh Loan. Hai người mẫu tuy cao như vậy nhưng mà cũng còn trẻ. Khán giả đoán thử xem năm nay bao nhiêu tuổi? Mấy? 48. Ok. 52. 49 hả? 52. Giữ vững lập trường, giữ vững lập trường. Rồi xong chưa? Rồi im lặng các bạn. Rồi, bắt đầu chưa? Kết thúc nha các bạn nha. Bắt đầu. Tôi được gặp lại các bạn và đây là đáp án. Năm nay chị Thanh Loan 23 tuổi. Còn Hồng Linh thì nhỏ hơn mình 1 tuổi. Năm nay Linh đã 22 tuổi rồi. Vậy là tổng số tuổi của chị Thanh Loan và Linh là 45. Chúng ta bắt đầu đi tìm nhân vật quan trọng trong ngày hôm nay. Ai sẽ là người đến với vòng đặc biệt đây? Chúc mừng bạn. Dạ. Cầm 3 triệu về nhà làm sinh nhật. Đây. Chúc mừng bạn. Bạn là người nhận 2 triệu đồng. Bạn là người nhận giải thưởng là 3 triệu đồng. Và đặc biệt hơn nữa, người bước vào vòng đặc biệt đó là bạn Kim Thúy. Chúc mừng bạn. Kính thưa quý vị, chương trình chúc mừng sinh nhật đến đây là kết thúc. Xin chào, tạm biệt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.